chị Lucy lại quay trở lại và nhận thử thách câu cá 24 giờ. Có rất nhiều fan gửi đến yêu cầu như vậy đó, nên hôm nay chị sẽ thực hiện thử thách này. Chú ơi, cho con mua cần câu. Ok, ở đây có cần câu lấp lánh, có thể bắt cá mini. Có cần câu nhánh cây, nhưng mà độ bền chỉ có 15%. Cần câu mèo, độ bền 20%. Là câu một xíu là nó hư á, rồi mình phải tốn tiền mình sửa nữa. Ồ, nhưng mà có cơ hội kiếm cá hiếm nha. Còn cần câu đơn giản, độ bền 35%, tăng 75% cơ hội kiếm được những con cá hiếm. Cần câu phao vịt, tăng 100% cơ hội kiếm cá hiếm mà độ bền 35%. Cần câu tre, độ bền 40%, tăng 80% cơ hội kiếm cá hiếm. Có 1.500 nè mấy bạn. Cần câu kẹo mút nữa, độ bền 30%. Trời ơi, tới 18 kim cương luôn. Còn cần câu đồ chơi, độ bền 45%, tăng 50% cơ hội thành công, tăng 100% cơ hội kiếm cá hiếm. À, cái này có vẻ được á. Cần câu không chuyên, tới 30 kim cương lận. Lucy không đủ. Cần câu chuyên nghiệp, độ bền 80%. Wow, đến 15.000 lận. Lucy không đủ tiền. Wow, còn đây là cây cần câu vàng, độ bền 90%, là hầu như không muốn hư luôn á. Nhưng mà nó đến 200 kim cương. Cái này là Lucy không có tiền rồi. Thôi hẹn lần khác. Với số tiền này thì Lucy chỉ có thể mua được cái cần câu đồ chơi thôi. Thôi quyết định rồi, mình sẽ mua cần câu đồ chơi. Hy vọng sẽ kiếm được nhiều cá. Luxury cần câu đồ chơi. Cần câu cá đồ chơi có treo chú cá heo hồng dễ thương. Lucy thích màu hồng, nên em cá heo này rất hợp với Lucy luôn. Chú ơi, con mua cái này. Đi thôi các bạn ơi, theo chân Lucy câu cá nè. Đâu, để thử coi, thử cần câu mới xem thử. Nó có xịn sò như nó quảng cáo không nha. Cá ơi, lên đây với chị nè. Chị hứa là chị chỉ câu thôi và chị ngửi chứ chị không ăn. Cá ơi, cắn câu chị nào. Chị hứa chị ngửi chứ chị không ăn. Chị hứa chị sờ chứ chị không ăn. Giống như bà lão trong chuyện chị tắm ha mấy bạn ha. Ý, con cá cắn câu rồi. Giúp, 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 giúp. Con cua bom bom. Xịn sò chưa, phá kỷ lục luôn. Con cua dễ thương quá. Bỏ vô vỏ. Ai, mới đó mà sáng rồi. Chào Nami và Hy Thần. Dạ, chào chị. Hai em cũng đi câu cá hả? Wow, chị câu được con cá móc nè. Nó hơi rẻ tiền nhưng mà nó cũng phá kỷ lục rồi đó. Nam Ni, em có cái nón dễ thương quá à. Một cái tô hủ tiếu. Ê, có con cá cắn câu rồi. Lên. Cá bò cạp vương miệng. Chị câu được con cá vương miệng luôn nè. Yeah yeah yeah. Cần câu xịn có khác ha. Mình có cá vương miệng luôn. Hồi bữa chị câu bằng cần câu nhánh cây á, không có được cá vương miệng. Lên. Cá đạm miền tím. À, con cá đẹp quá à. Nó màu tím nè. Huy Thần và Nam Em. Hello, chào Minh Như về Boss. Hồi nãy chị ngồi câu có một mình nè. Bây giờ đẳng em vui quá. Chào xíu nha quê. Chị câu được con cá bò nữa nè. Cá bò. Công nhận bình thường mình không có biết nhiều về loại cá, nhưng mà nhờ vô đây ngồi câu cá mình mới biết được nhiều loại như vậy đó. Chị ơi, em có cây dù che nắng cho chị nè. Đó, chị thấy mát chưa, mát chưa. Ngồi câu cá ngoài nắng dễ bị bệnh lắm. Em che nắng cho chị nè. Wow, cảm ơn em nha. Cây dù của em xịn sò quá. Chị thấy mát hẳn luôn. Ý, có con cá xuất hiện kìa. Bình tĩnh nha. Lên. Cá bắp nẻ xanh. Kỷ lục mới luôn. Trời ơi, con cá đẹp quá à. Các bạn ơi, nguyên người nó màu xanh luôn. Có cái đuôi màu vàng à. Chị ơi, chị ngồi mỏ chưa? Chị câu cá mỏ chưa? Lên ngồi trên cái thảm của em nè. Nằm nghỉ mệt đi chị.
Wow, cái thảm này giống như cái thảm picnic đúng không em? Dạ đúng rồi đó chị. Cảm ơn em. Chị hết mỏi rồi, bây giờ chị sẽ câu tiếp nha. Tại vì rất nhiều fan thử thách chị là câu 24 tiếng lận. Câu ngày câu đêm, câu ngày câu đêm luôn đó. Lên. Cá thiên thần Larian. Kỷ lục mới. Cá thiên thần đẹp quá à. Hello em, dạ chị Lucy, em là xíu Lê Quê nè. À chào em. Nè em nhìn xem, chị câu được con nhím điểm tía nè. Mà mấy bạn có biết con nhím điểm không? Nguyên người nó toàn là gai không đó. Ủa giờ này trễ rồi mà xíu Lê Quê còn nhiều vô đây chơi hả? Dạ tại ba em cho em. Em chơi một xíu rồi em đi ngủ. Wow, được con cá bướm nè. Ủa em cũng bắt được con cá kìa. Hai chị em mình bắt được con cá giống giống nhau nha. Câu tiếp thôi. À còn cá dẹt. Đây là cá dẹt nha mấy bạn. Không xong không xong rồi. Người chị dơ rồi. Chị cần phải tắm và thay đồ nữa. Nó bốc mùi rồi nè. Thôi để câu được xong con cá này rồi chị đi tắm. Dạ. Ui được một con cá chích. Con cá này cũng phá kỷ lục mới luôn. Ai đi bắn cá rồi về nhà tắm rửa đó mấy bạn ơi. Hết 12 tiếng đồng hồ rồi. Còn 12 tiếng nữa. Đây, đây là những con cá mình đã câu được nãy giờ đây. Ghê chưa, ghê chưa. Tổng hết mình bán sẽ được 2.179 đồng sao luôn đó. Lần này là dư tiền trả lời thư cho fan rồi. Xong. Mấy bạn đợi Lucy xíu nha. Lucy đi tắm đã. Đi tắm và thay đồ đã. Yeah, tắm xong rồi, thơm phức luôn. Hello chị Lucy. Wow, chào Nip. Lâu rồi mới gặp em. Chị coi nè, em có con cá heo hiếm chưa? Bự ghê chưa? Wow, xịn quá vậy. Nhưng mà bây giờ chị cần phải đi câu cá. Chị còn đang nhận thử thách 24 giờ câu cá mà chị mới có câu có 12 tiếng à. Vậy thì đi lên xe em chở đi. Ok. Vậy thì em sẽ đưa chị đi câu cá tiếp. Em đưa chị đến nơi nào mà câu được nhiều cá hiếm đó nha. Tại vì hồi nãy chị đã câu ở bãi biển này rồi. Vậy hả? Vậy thì theo em. Đi ra đảo nè. Bơi theo em, bơi theo em ra đây. Đợi chị. Wow, câu cá phải ra đảo luôn hả mấy bạn? Nít mới mua vô thuyền hả? Trời, vô thuyền màu tím luôn, thiệt là lãng mạn. Đẹp quá, đẹp quá. Vừa màu tím, vừa màu hồng nữa. Dễ thương quá à, Lucy cực kỳ thích màu hồng luôn đó. Hôm trước Lucy được đi du thuyền 4 chỗ. Hôm nay du thuyền này 2 chỗ thôi. Đáng yêu quá, dễ thương quá à. Cảm ơn Nick nha. Tới rồi chị, xuống đi. Hả, à, câu ở đây hả? Có cá không đó? Có. Hello, hello chị Lucy, hello chị Lucy. Trời ơi, mấy bạn tới đây nhanh quá vậy. Chị vừa tới là mấy bạn tới luôn á. Hello Quân. Hello chị. Khi nào tới nhà em chơi nha. Ok, hôm trước chị định đến nhà em rồi á. Cái tự nhiên em out ra luôn nên chị không biết nhà của em. Dạ em xin lỗi. Không sao, hôm nào có thời gian chị sẽ ghé nhà em. Yeah, được một con cá. Lucy cũng bắt được nè. Một con cá cam. Nick cũng bắt được con cá đuối điện nè. To ghê chưa. Wow, xịn quá xịn quá. Quân có bắt được con cá nào không vậy? Em hả? Hồi nãy em bắt được con này nè. Nhìn ngầu chưa? Con cá đuối đỏ đó. Wow, con cá đuối gì mà to quá vậy? Thôi câu tiếp, câu tiếp. Được con cá Quân. Hả? Lucy, Lucy, nhìn coi Nick nè, Nick bắt được cái gì nè? Nick bắt được cái gì vậy? Con này 400 tiền lận. Hả? Đây là thiên sứ biển Vương Miện. Wow, con này là con thiên sứ biển. Xịn quá à. Hay quá. Sao Lucy không có con nào ở ta? Ê, mình câu được con mực nang. Con mực kìa. Con mực nang á, cái nang của nó có thể làm xăm xa được á. Lucy, Lucy nhìn nè. Quần có sên biển xanh Vương Miện nè. Wow, con sên biển kìa. Đẹp quá vậy. Sên biển xanh. Ý, đằng kia có hai bạn vitamin C và bạn sói. Bạn vitamin C có cái cần câu màu vàng kìa, đẹp quá. Ý, mình câu được cá mó nữ vương rồi. Đẹp quá à, con cá mó này đẹp quá ha. Con cá mó này là mình hay chiên xả ăn đó.
Hello chị Lucy. Hello muốn cute. Trời ơi, em có cái cần câu vàng đẹp quá nha. Cần câu này mắc tiền lắm, hồi nãy chị phải mua rồi mà nó mắc quá à. Chị không đủ tiền để mua nên chị đành mua cái cần câu đồ chơi này nè. Nhưng mà câu nãy giờ cũng được kha khá đó. Hello, hello chị Lucy. Chào San Canter. Chào vệ sĩ của chị. Chị đang câu cá nè. Xem nè, chị câu được con cá bò đó. Trời ơi, em cũng câu cần câu vàng nữa hả? Trời ơi, vệ sĩ mà xịn quá vậy ta. Chị câu được con lươn biển nè. Hôm nay chị thiệt là vui luôn á. Thử thách cầu 24 giờ vô câu cá, đập quá trời fan luôn. Nãy giờ không biết bao nhiêu người luôn rồi đó. Ý, được con cá bò. Hello chị Lucy, hello chị Lucy. Chào YTT và Swap San. Wow, hai bạn mặc đồ đôi hả? Cái áo này là áo bad boy đúng không? Đẹp quá à. Ủa, chị này là idol hả? Đúng rồi, chị ấy là chị Lucy đó. Mình xem video của chị ấy từ nhỏ luôn á. Chị ấy có kênh YouTube Lucy Channel và Ken Channel. Bạn nhớ vô xem nha. Ờ, à, vậy hả, vậy hả? Hả? Sao nhanh tơ? Em bắt được con gì vậy? Đây là con cá Thái Dương hiếm. Ghê chưa, bự ghê chưa. Trời ơi, sao anh bắt được con hay quá à. Hello, hello các bạn. Các bạn đến đây đông đủ rồi nè. Tụi em đợi hoài không có cơ hội gặp được chị. Hôm nay gặp được chị vui quá à. À, tại vì dạo này chị bị bệnh, nằm liệt giường luôn đó, không có làm gì được hết trơn á. Rồi, ở đây hết cá rồi. Đi theo Nick, Nick đưa chị Lucy đi đến một nơi để câu cá tiếp nha. Ủa, còn có chỗ để câu cá nữa hả? Chị cứ tưởng là câu ngoài biển thôi chứ. Không có đâu, có một chỗ nữa. Lên xe Nick chở đi. Wow, Nick rành dữ vậy ta. Đi thôi. Mà em đưa chị đi đâu vậy? Chị cứ ngồi im đi, em đưa chị đến nơi này. Chị bảo đảm chị sẽ biết ngay. Hả? Mình vô khu vực cắm trại để cắm trại hả? Không, mình đi câu cá. Ừ, có con rắn kìa. Nhìn nó to quá à. À, mình câu cá ngay cái thác nước này hả? Đúng rồi, câu thử đi. Em hay bắt được những cá hiếm ở đây lắm đó. Ồ, vậy hả? Câu cá đây nhiều tiền lắm. Cá rô phi. Ồ, con cá rô phi kìa. Mấy bạn có biết ăn cá này không? Nó ngon nhưng nhiều xương lắm. Chào Moon Cute, em dễ thương quá à. Chị rất thích cái mái tóc và cái nón của em. Thôi, đã hết 24 giờ câu cá rồi. Bây giờ mình đi bán cá lần 2 đây. Xem thử hôm nay mình thu hoạch được bao nhiêu tiền nha. Chú ơi, con muốn bán cá. Đây, cá mình đã câu được ở lần số 2 đây. Sau khi về nhà tắm rửa nè, mình bán được 1.590 đồng. Cũng có những con cá hiếm và những con cá bình thường, nhưng mà tổng lại thì cũng khá khá tiền. Các bạn fan ơi, vậy là chị đã thực hiện xong thử thách 24 giờ câu cá rồi. Các bạn nào còn thử thách gì thì nhớ viết bình luận phía bên dưới nha. Lucy sẽ chấp nhận thử thách và làm ngay. Lucy sẽ chấp nhận thử thách và ưu tiên cho những bạn là fan chân chính nha. Muốn làm fan chân chính thì nhớ đăng ký thành viên, viết bình luận mỗi ngày, gửi đến Lucy nhé.